Giữa xô bồ của cuộc sống, thế gọi như bèo nước gặp nhau, anh Tài Sơn và chị Thủy phụ quán cơm đến với nhau như cái định mệnh của cuộc đời. Những tưởng cuộc sống sẽ vô cùng đầm ấm khi cùng có với nhau một cô gái xinh đẹp. Nhưng trớ trêu thay, lúc cô gái Thanh Tiền được sinh ra, cũng là lúc cả gia đình nhỏ đón nhận sự khó khăn khi chứng bệnh bại não bẩm sinh. 17 năm trôi qua, anh chị đã làm biết bao nghề để lo tiền và đã biết bao lần chạy chữa cho con, nhưng bệnh tình thì vẫn không thiên giảm. Bà ta có câu dậu đổ thì bìm bìm leo. Trớ trêu thay, một ngày mưa gió, anh Tài lại ra đi đột ngột, không một lời trăn trối, bỏ lại giữa cuộc đời này một mình chị Thủy vẫn phải gồng gánh nuôi con. Ai biết được số phận của gia đình nhỏ kia thuộc dòng dõi hoàng tộc. Anh Tài là cháu nội của vua Thành Thái và là con của hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Du và bà Thứ Phi Chí Lạc. Cô gái xinh đẹp tật nguyền kia là cô công nương Nguyễn Phước Thanh Tiền. Hiện nay thì chị Thủy đang sinh sống tại huyện Phong Điền ở thành phố Cần Thơ. Cuộc sống thì vô cùng khó khăn, chị phải ở đậu nhà của người dì, hằng ngày lao động chưa đầy 200 ngàn để chạy chữa thuốc men cho con mình. Rất mong thì video clip này sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn để mà cuộc sống của chị đỡ vất vả hơn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay lại trường hợp của chị Thủy cũng như là bé Tuyền, một cô công nương bất hạnh, để thay mặt cho cô bác quý anh chị là mạnh thường quân ở Mỹ để có thể hỗ trợ một ít hiện kim để cho chị cũng như là bé cùng vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này ha. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đó là cô Thủy, vợ của chú Tài, là cháu nội của vua Thành Thái, và phía bên trái là cô công nương, phải gọi là cô công nương bất hạnh Nguyễn Phước Thanh Tuyền. Năm nay là Thanh Tuyền năm bao nhiêu rồi chị? Sinh 2006 cô. Em 17 tuổi rồi cô bác của anh chị. Nhưng mà do bị một cái căn bệnh thiểu năng bẩm sinh, bại não nên thành nữ. Và nên thành nữ là Tuyền bây giờ không thể nào tự sinh hoạt cá nhân giống như những các bạn khác. Nếu như mà khỏe mạnh thì Thanh Tiền bây giờ chắc có lẽ là một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. Và ngày hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của cô cũng như là em Tuyền, cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao một hiện kim để cho cô có thể giúp cho Tiền sinh hoạt, cũng như là hỗ trợ cho cô trong cái những cái lúc khó khăn như thế này kể từ ngày mà chú Tài mất đi á. Ngày hôm nay thì con điện cô là cô đi đâu ha cô? Đi làm. Dạ đi làm. Cô đi làm dịch cho làm người ta ha. 1:30 đi rồi tới 8:00 sáng mới về. Ngày được 450 ngàn. Tối 450 ngàn. 450 ngàn tới đâu ngày 450 ngàn là ngon. 450 ngàn. 450 ngàn. 1:00 khuya. 1:00 khi 12:00 cũng không chừng, mà khi 11:00 khuya. Người ta điện giờ nào? Đi giờ nào điện giờ nào mần giờ đó. Dạ. Nên rồi mà người lúc em điện là chị đang đi giao đồ với người ta ngoài chợ. Dạ. Chị sửa sang về. Còn vậy thì Tuyền ai chăm? Gửi bà dì. Cảm ơn chị. Bà dì nhà bà dì chăm, rồi bà dì mua bánh mì á, sáng mua ổ bánh mì về, bà chiên ốp la dùm cho anh ăn. Rồi vô bà thay đồ thay đạt dùm cho. Ai cũng nói là dòng dõi hoàng tộc mà tại sao khổ vậy? Khổ dữ lắm em ơi, em chị khổ hồi nào. Chị lấy anh Tài đó giờ chị khổ dữ lắm. Không ngày nào chị được sung sướng, mà không ngày nào mà chị được khỏe bản thân. Chị đi làm lấy anh Tài giờ tới giờ là chị đi làm, mà làm mướn, làm bán giấy số, xem nó ôm đi làm hồ, lên Sài Gòn bơi chải tới làm hồ, nuôi chị bệnh cho con bé này đó, giúp đỡ nhiêu là chị lo cho con bé này hết, mà chị cũng không có tiền luôn. Hồi nào tới sanh bé này ra tới giờ là chị khổ, khổ tới hiện tới bây giờ luôn. Tài mất rồi giờ chị cũng ôm khổ tới, chị không thể nào mà chị sung sướng được ngày nào. Rồi nhờ cái ông giám đốc quận Bình Tân đưa vô cũng làm công, đi dọn toilet, đi chùi lao công cho người ta luôn. Chị không ngày nào mà chị được sung sướng hết trơn. Anh Tài bệnh chị cũng nuôi anh Tài, mình nên ở trong bệnh viện mình nên chị, anh em rồi của anh không ai vô dòm ngó tới. Rồi chị lúc trước là có đi chạy xe ôm nữa hả? Có, chị bán vé số. Bán số mà chợ ăn bình nè, ổng chạy xe ôm, 2 vợ chồng 4:00 đi rồi. Đi tới 3:00 chiều về gửi nhỏ này. Mới sanh ra 4 tháng là đi bán rồi. Giờ
gửi lần này ngày 20.000, ngày nào trả tiền ngày nấy cho người ta đó. Rồi nhà nước mới thấy vậy, nhà báo người lao động rồi vô phân vô tới rồi mới cho chị được căn nhà có một khúc sau rồi của bà dì á, khúc trước cái chân mừng ở đất đậu người ta đó. Ở đất đậu của bà dì đâu có đất đậu bà dì không có cục đất luôn hả? Không, anh em của anh Tài có, mà có anh Tài Úc là rồi có cục đất nào hết chứ. Dạ ở đậu bà dì thì về gặp anh Tài tới giờ rồi bà dì cho miếng đất cất nhà ở đậu bà dì tới giờ luôn đó. Thì làm mướn ăn suốt qua năm suốt tháng luôn, không có ngày nào mà thì được sung sướng. Mấy ngày nay trị liệu tiền thì sao chị? Đi bấm nguyệt cho nó em. Bấm nguyệt ở đây xa không? Xa. Đi cỡ khoảng cỡ nửa tiếng á. Rồi bấm nguyệt mướn xe ôm về bà dì chở đi. Rồi dì chở về. Bao nhiêu tiền chị? Một tiếng đồng hồ là 50 ngàn. 50 ngàn. Xe ôm 40 ngàn là 90 ngàn. Tiền phà bạn đi con về luôn là 100 ngàn. Chị cũng cố gắng gì tập cho nó thử là sao. Rồi tập được bao lâu rồi? Chị tập cũng lâu rồi em. Dạ. Tập cũng khoảng năm mấy á. Lâu rồi. Có khi nào mình thấy mình nản không chị? Chị cũng muốn nản lắm mà chị cũng cố gắng lên thử coi có thành công nó biết đi đỡ cho chị phần nào không. Mà rồi giờ nó không đi được. Nào ngày nào chị có tiền thì chị đi, ngày nào chị không có tiền chị không đi thôi. Ngày nào chị có tiền thì chị cố gắng chị đi, còn ngày nào chị không có tiền chị điện chị nói ngày nào chị xin nghỉ một ngày. Anh cho ta sắp xếp ta che người khác vô. Trị liệu đó là sao chị? Bấm nguyệt chứ cũng như là tập cho nó đi đó. Chị mới đóng cái cây đó đó cho nó lần nó đi đó. Có thầy hả chị hả? Bác sĩ. Bác sĩ trị liệu hả? Ngày 100 ngàn. Chị ở Sài Gòn á thì ông thầy bấm nguyệt. Chị bấm nguyệt chị nói 6 năm đó. 6 năm mà bấm sáng chiều ngày 200 ngàn và 6 năm tôi nghĩ biết nhiêu tiền. Là cho là, nhiêu. Là tháng 6 triệu rồi. Tháng 6 triệu mà chị ở 600 năm ở chảnh á. Rồi một chị... năm là 72 triệu. Đúng rồi. 10 năm là 720 triệu. 5 năm thì nó sẽ 360 dạ. triệu, khoảng 400 triệu. Chị tập lý trị liệu nó hết luôn á. Rồi chị mới hết tiền chị mới đi làm hồ. Làm hồ cái ông thầy á, ông nói thôi giờ qua đi, qua tập đi. Rồi chị thầy không lấy tiền đâu, chị đâu tập. Chị nói chừng nào chị có tiền thì tập lợi, chừng nào chị không có tiền thì chị ngưng đi làm hộ, chị gửi đi học. Ờ, chị năm nay là bao nhiêu em quên rồi chị thầy? Chị năm nay 52 rồi em. Dạ. Một chị xin cô với lại Bùi Hồ nên chị với Bùi Hồ nên Bùi Hồ gọi là cô, lúc trước gọi chú Tài chú còn Tài. Sống thì gọi là chú Tài nên gọi là cô, nhưng mà chị xin chị cái quen miệng có gì cô báo kính chị thông cảm nha. Tài lớn hơn chị tới 9 tuổi. Dạ. Rồi từ ngày anh Tài mất giờ là gánh nặng lên vai của chị nhiều không? Nên chị không ai lo phụ chị. Có người hết xây sống hai mẹ con ngủ nghỉ. Trong 50 ngàn thì chị hết 100 ngàn rồi còn 50 ngàn rồi sao xong đồ ăn đồ uống đồ cho nó rồi để ăn nhín hai mẹ con. Ngày chi phí sinh hoạt là bao nhiêu chị? Thì buổi sáng cho anh mua cho nó một bún 15 ngàn, rồi tiện nhiêu thì để dành dụm để đi chợ mua rau ghép, ở nhà có rau rồi đó mua. Rồi khi mà người ta bận dịch tới chợ người ta cho đồ ăn về cho quyết này kia hả? Cho quyết, cho dịch, cho cánh rồi về sầu gừng đồ ăn cũng đỡ phần nào đó em. Nhỏ bằng cũng nói chung cũng thương chị lắm. Tháng cũng được 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi trong khi đó trị liệu hết 3 triệu còn có 1 triệu rưỡi để sinh sống à. Sinh sống để lây lắc lây lắc lây lắc. Rồi tiền trợ cấp của nó được có mấy trăm ngàn à. Có 400 ngàn à, trợ cấp trên xã. Dạ. Mình có dự định là ban ngày mình bán vé số về thêm không chị? Bán không nổi chị, đúng không? Không, chị làm không nổi. Chị tính đi làm thêm quán cơm á. À. Người ta điện, người ta kêu làm thêm 10 giờ đi tới 3 giờ về. Cũng cỡ 100 ngàn nữa. Ừ. Mà để chị mới kêu mấy hôm gài này. Nhưng mà em nghĩ chắc làm không nổi. Tại thức khuya rồi. Thức khuya buồn ngủ rồi. Ban ngày mình phải ngủ. Chị tranh thủ chị đi cỡ 3 giờ về. Chị ngủ tới 6 giờ. Rồi giờ đó về chăm sóc cho nó. Rồi ngủ tiếp. Những lúc mà thanh tiền, có khi nào thanh tiền trở nặng không chị? Nặng cho em. Không ai chở nó được. Đi phải đi hai người. Ổng còn sống thì chị đi thì ổng đi theo. Còn ổng mất rồi chị mướn là nhà, cứ bà dì đi tập lý trị liệu, bà dì đi theo. Ôm nó, cái anh ngồi nó giật bất tử.
Chị giờ chị khổ. Giờ gánh nặng thằng bé này suốt đời luôn. Chị không đi đâu được khỏi nhà, chỉ đi làm về nhà hủ hỉ với nó. Chị không bước chân ra đi chơi, đi bộng hay đi đâu. Em thấy á, nhớ cha không hoài. Nhớ cha hả? Nhớ cha không hoài. Có thường nói gì về cha? Nhiều cha lắm, thương cha lắm. Nhớ cha không hoài. Nói sao? Sao cha bỏ con đi? Phải có cha con đi học lại rồi. Học giỏi lắm đó em. Toán nhân trừ tính chia là được hết trơn. Chữ nghĩa gành hết. Đêm là nhớ cha khóc hoài hả chị? Nói với chị hay là tự thỏ thẻ của mình? Nằm khóc mà lên vậy đó. Chị hỏi làm gì khóc mà nhớ cha. Nhìn có nào đâu bằng nỗi đau sinh ly tử biệt chúng đúng không chị? Lắm em ơi. Ông chết ông không cho gì được tiếng gì. Không nói được một câu nào hết chứ. Chết bệnh viện rồi một tay chị ở bệnh viện tới luôn. Có bệnh viện một mình ôm chị luôn. Không có ai hết trơn. Chị khổ. Giống ông nội ghen không? Cái tướng đô con. Giống ông nội. Ông nội là hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Xu. Ông nội có vợ Pháp ở bên Pháp á. Dạ. Có anh em ảnh tại bên Pháp đẹp lắm á. Có lúc mà chị đi quê có về đám dỗ á. Gặp. Thì khi mà em đăng những cái đoạn clip về gia đình của mình, và đặc biệt là về chị với lại bé Tuyền á, thì các cô chú Việt Kiều ở bên Pháp có điện về không? Không, chắc không biết. Không biết tiếng Việt đúng không? Không biết tiếng Việt. Là người Pháp luôn đúng không? Người Pháp không biết tiếng Việt. Ờ, nên không có điện về được. Không. Tại vì lúc trước chị đi Huế có một cô đó với anh của anh Tài với chị anh Tài đó, có người dẫn về nói tiếng Pháp. Rồi sau này không có nói được đó em. Bà của anh Tài đâu nói tiếng Việt được đâu. Nói tiếng Pháp rồi. Bà anh Tài nói chung ra là nào giờ chị làm dâu ở ngoài không có nói tiếng Việt được. Nói tiếng Pháp không à. Mà mẹ thì nói tiếng Việt được chứ ba anh không nói tiếng Việt được. Ừ anh ấy ngày xưa là làm sao mà chị gặp với chị lại. Chị làm công người ta, làm quán cơm. Còn ảnh chạy xe ông đâu không? Vô ăn cơm mà gặp. Trời. Vô ăn cơm mà gặp à. Gặp rồi bên gia đình chịu hết à. Quen nhau bao lâu chị? Quen nhau cũng mấy năm mới chịu. Rồi cũng không có làm đám gì. Cũng nấu vài mâm biết ra mặt thôi. Chứ không làm đám cưới. Tại em có nhà, tại lớn tuổi rồi em. Chị làm quán cơm ở Hoàng Thơ tới 20 năm rồi. Rồi ảnh chạy xe ông đô cũng quán cơm gần nhà ảnh luôn á. Rồi qua tới luôn rồi gặp. Làm công á. Thì lúc đó không có hỏi cưới gì hả? Không em. Chị cứ hỏi về thân thế của anh không? Có. Hỏi về gia đình. Hỏi có gia đình. Thì anh nói sao? Anh nói là anh có gia đình. Mà thôi 16 năm rồi. Chịu quá thì ấy. Ừ. Con của anh thì vợ bắt hết. Ừ. Chị cũng có hình con ảnh rồi. Chụp hồi đám của ảnh đó em. Hay là cũng chia tay lâu lắm rồi. Chia tay 16 năm. Để tự sinh sống bằng nghề sơm. Anh ở mình nên anh à. Lúc đó có nhà cửa gì không? Có nhà mà ở nhà sau của một bà chị á. Uh-huh. Ở nhà sau trong một lần một chứ. Uh-huh. Anh Tài đó anh khổ lắm. Chị thấy hoàn cảnh anh khổ chị mới chịu vậy đó. Ai cũng nói sao mà cháu nhau vui vui mà khổ vậy. Khổ nào giờ. Về đây đâu có tiền đâu cất nhà. Tại cái số khổ rồi. Khổ thiệt em. Anh Tài khổ thiệt. Nói chung là chị sống anh Tài bé Tiền năm nay nhiêu tuổi là chị sống 18 năm rồi đó. Lấy chồng 2 năm chị mới có bé Tiền. 18 năm vẫn khổ hết 18 năm. Khổ nặng luôn á chứ không phải là khổ. Cái lúc nào mà khổ nhất chị? Khổ bán vé số. Không có nhà ở. Ở đâu? Nhà ở đậu với nhỏ em. Ở chung với nhỏ em. Nhà lá sụp. Xanh nhỏ này cũng về đây xanh nè. Rồi lúc đó có tiền xanh nở không? Đi bán vé số á. Ổng chạy xe ông ôm. Ở ngoài bệnh viện em chị nói với em là 4 tháng á. Bệnh viện Phơi Nhi á. Tiền đâu về. Ta bác sĩ nó đâu cho nó về. Hồi đó chị xanh có 950 g nè. Thọt nè. Sức cái lỗ mũi nó nè. Cấp cứu nè. À xanh có 950 g hả? Chị xanh nó có 950 g xanh non á. Đưa vô Phơi Nhi. Nằm trong lòng kiến mà
thấy từ phanh ruột hết trơn luôn á. Mà chị ở ngoài chị đâu được về nhà, rồi ảnh thì chị xe ông nó ôm ở 3-4 tháng ở ngoài luôn. Rồi bởi vì ở đây nè, bởi vì mới đem đồ ăn đồ ra hằng ngày đó, ở ngoài bốn đâu có tiền xuất viện cho trốn về đó. Trốn viện vậy là sanh ra có 900 gram, 900 gram à. Ồ. Con cá lóc làm sao nó đi gan vậy? Cái hả? Ai cũng nói nó chết hết trơn á. Mà đem về nhà nuôi tới giờ ai cũng nói chị nuôi khéo á. 6 tháng đâu biết nó bị bệnh ra, nó ngồi không được. Rồi bà chị mới nói sao mày không đi khám bệnh cho em đi, coi có bệnh gì không, mà tao thấy nó ngồi nó không biết trường, không biết lập. Rồi bác sĩ Khoa Nhi nói không có bệnh gì hết. Chừng mà đi riết rồi chị nói thôi, giờ bác sĩ nói con tôi không bệnh gì, bác sĩ cho xế chuyển viện đi Sài Gòn đi. Rồi đâu cho đâu, nó nói không bệnh gì nó không cho, rồi hai chồng tự lên Sài Gòn, tự vô Khoa Nhi khám luôn là khám ra. Rồi bác sĩ ở Sài Gòn nói là hai chồng bình tĩnh. À, bác sĩ cứ nói là bé suốt cuộc đời bé đi không được. Chị muốn xỉu ở trên chảnh luôn rồi đó. Mới chở nó về rồi cũng như người ta cũng quan tâm, người ta cũng cho tiền đi ghép tỉ. Ở Hà Nội 2 năm mà chị đi 4 lần. Ghép tỉ đâu cũng nhiều tiền lắm mà đi hết tiền thì chị không có đi nữa. Ghép tỉ 4 lần rồi đó mà cũng đi không được. Về chị cũng hết cách luôn à. Khổ lắm nè. Khổ lắm, giờ nuôi giờ em thấy nuôi nhỏ này mình anh à, em thấy em khó không? Chiều về chị phải tắm rửa nè, cơm nước, đút. Em thấy em khổ không? Đi đâu, nó suốt nhà luôn rồi, chị ở nhà nó hai mẹ con tối ngày lục đục ở nhà không được đi đâu. Có ai chở đâu đi. Ai không ai chở nó được hết trơn à, chị cũng ở nhà theo nó luôn á, chị không đi đâu á. Thì chị đi bằng rồi chị qua chị kêu bà về qua ngủ với nó. Ban đêm á, qua kêu qua ngủ. Còn sáng chị về á, đó, em thấy á, suốt cuộc đời luôn à, mẹ con chị không đi đâu. Vậy là ngày nào làm công, ngày nào người ta trả ngày đó hay sao chị? Làm công chị lấy tiền ngày nào chị lấy ngày đó. Tặng mua đồ, đồ ăn uống rồi cho nó đó. Ừ. Thì 2 ngày cũng lấy lần, thì 1 ngày cũng lấy lần. Người ta biết hoàn cảnh của chị không có tiền người ta đưa. Ừ. Bằng ngày nào tới đưa tiền ngày nấy. Chị là chỉ nhặt lông vịt thôi. Lột lông vịt á, dưới làm lặt vặt cái này kia nọ đó. Chứ không có cắt cổ luôn hả? Chỉ có cắt cổ em. Người ta cắt là chị làm thôi. Ừ. Có người trụng xa trụng á, rồi chị trụng xăng là chị qua keo rồi này kia thôi. Ừ. Cái chị không biết cắt cổ. Rồi chị mần lặt vặt tặng vặt cái này kia nọ thôi. Mần nhiều không chị? Ngày cũng cho 200 con. 200 con? 200 con. Rồi 4-5 người chứ đấy. 4-5 người làm ha? 4-5 người làm. Không nào theo không nấy, không phải không ai xa nảnh ai. Hôm trước là em quay đó, thì à. cái chị chủ dịch đó có thấy clip của chị không? Thấy à. Thấy hả? Có nói gì không? Nói có người giúp đỡ cũng đỡ. À. Thấy em. Thấy chị. Ở ngoài này người ta thấy nhóc cho nè. Ừ. Ta nói trời ơi, Thủy, mẹ con Thủy nó lên được TV á. Cũng mong là những cái đoạn clip này mà cô bác quý anh chị mà có xem được đó, thì có thể chia sẻ cho cộng đồng, có thể chung tay nhau để giúp đỡ. Đoạn đường của Bùi Hồ đi đến đây thì cũng khá là xa, và cũng hơn 100 km á. Thì lâu lâu thì Bùi Hồ mới đi một lần. Thì hôm nay thì đến chị có thể chia sẻ cái số điện thoại của mình lên cho cô bác quý anh chị biết, để có thể giúp đỡ, liên hệ giúp đỡ chị ha. 070 070 48 53 279. Đây là số điện thoại của chị Thị, vợ của Tài, cháu nội của vua Thành Thái á. Thì chia sẻ lại cô bác quý anh chị là những cô bác quý anh chị mà xem kênh của Bùi Hồ cách đây rất khá là lâu rồi. Lúc mà Bùi Hồ mới bước chân vào làm YouTube á, thì khoảng 3 năm trước, thì có tìm hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình của chú Tài, là cháu nội của vua Thành Thái, là con của hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Du. Thì cuộc sống thì cứ lên đên vậy đó. Thì sau một lần là chú Tài chạy xe ôm thì chở được một anh phóng viên của báo Người Lao Động, thì sau đó anh đó anh mới lần mò hỏi ra câu chuyện, thì mới biết đó là cháu nội của vua Thành Thái, và được giúp đỡ thì cũng được xây được cái ngôi nhà của báo Đại Đoàn Kết với lại báo Người Lao Động. Thì cũng được một phần thôi. Cuộc sống bây giờ sau khi chú Tài cũng mất đi rồi thì hai mẹ con cũng lên đên sống nấp đổi qua ngày à.
chị Thủy á, chị làm ngày nào ăn hết ngày đó, lo cho Thanh Tiền là mỗi một ngày là 100.000 tiền trị liệu, gói ghém hai mẹ con là chỉ có 50.000 đồng cho một ngày, trong khi đó là tiền Thanh Tiền ăn rồi tiền thuốc men này kia đủ thứ á. Thì cuộc sống bây giờ đã vốn là khó khăn trước đây á, cũng như cô bác của anh chị nghe chị kể rằng á, là chị là bán vé số, còn anh Tài là sơm, ở hai người thì cứ cộng sinh nhai để mà sống, và sau đó sinh ra bé Tiền thì được có 900 gram thôi. Đã vốn đã khó khăn rồi thì lại chồng chất khó khăn hơn, nhưng mà cũng qua gần ấy thời gian 17 năm rồi, chị và anh cũng đã cố gắng, nhưng mà gần hai năm rồi. Anh Tài chết là 2 năm 3 tháng. 2 năm mấy rồi thì anh đã ra đi đột ngột, để lại cho chị bé Tiền, chị một mình phải chăm sóc bé Tiền. Và hôm nay thì cũng quay trở lại thăm thì cũng nghe để hiểu rõ thêm về cái khó khăn của chị mà phải gánh và chịu đựng đến bây giờ. Thì sau khi chia sẻ đoạn clip thì cũng có khá nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân cũng có liên hệ với lại chị Thủy, thì không biết là để tìm hiểu để giúp đỡ hay như thế nào á. Thì trong khi đó hôm nay thì Bùi Hồ đến đây có về lại Cần Thơ thay mặt cho các cô chú ở Mỹ, đó là cô Hoa Trường, cô Yến Lu, cô Kim Trần và cô Khánh Võ ở Mỹ, hỗ trợ là 200 USD tương ứng và là 4 triệu. Mới Bùi Hồ mới đổi ra luôn đây, hỗ trợ là 200 USD. Chị hỗ trợ 200 USD nè, đó chị coi ha. Em có đổi ra giùm chị luôn là được 4.680.000 đồng, là mỗi 100 USD á, là 2.340.000 đồng. Chị đếm lại giùm em cho em cầm máy đó, và chị cắt cái tờ giấy đó thì cũng được nữa. Bốn triệu 680.000 chứ chị, 80. Đúng không, 80.000 chứ không phải 60. Tại em mới đi ra đổi giùm chị luôn. Thì bên cái tờ giấy đó là 200 USD em nhận giùm chị luôn á. Em mới nhận ngày hôm qua, hôm nay em đi trao luôn. Để thay mặt cho cô chú thì ở Mỹ gửi cho chị, để mà cho có một cái kinh phí để mà giúp cho bé Tiền, một cô con nương bất hạnh. Chị có muốn nói lời nào không? Chị cũng gửi lời cảm ơn mấy cô chú bên Mỹ rất là nhiều, tạo điều kiện giúp đỡ cho cái tiền cuộc sống cho chị, cũng rất cảm ơn. Không biết nói gì hơn, thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân ha, đã hỗ trợ chung tay để giúp cho chị Thủy cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn khác có được một cái cuộc sống đỡ vất vả hơn. Mỗi người chung tay nhau một ít thì người ta nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no, hoặc là một cây làm chẳng nên non, ba cây chùm lại thì nên hòn núi cao. Thì đó là những cái tấm chân tình rất là quý. Đây là một cái số tiền mà phải nói là chị Thủy á, là làm phải một tháng mới được, làm không nghỉ, mà mỗi một tháng là thức khuya á, là từ 11, 12 giờ khuya cho đến là 8, 9 giờ sáng hả chị? 8 giờ sáng là chị về, 8 giờ sáng thì mới có được cái số tiền đó thôi. Mà thậm chí là để có được một cọc tiền như thế thì đã dành khá là lâu. Thì hôm nay thì cũng cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em chào chị, chào bé Tiền. Muốn nói gì không? Cười kìa. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú. Con cảm ơn mấy chú mấy bác ở bên Mỹ. Con cảm ơn mấy chú mấy bác. Muốn nói lời nào? Rồi nào, nói lời nào nữa không? Có ước muốn gì không? Con chúc cho mấy chú mấy bác bên Mỹ được nhiều sức khỏe. Dạ, con chúc cho mấy chú mấy bác ở bên Mỹ được nhiều sức khỏe. Rồi, em cảm ơn chị ha. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều với em á. Dạ. Tại chị, em hỏi chị tại sao mà chị nói ra câu nào chị cũng cự, không lẽ giờ chị gục ngã xuống rồi ai lo cho mấy Tiền? Đúng rồi. Chị cũng phải có vui vẻ lên. Vui vẻ lên, nặng có cuộc sống nặng lo cho mấy Tiền mới được. Đúng rồi. Ông bà người ta thường nói câu mà. Dạ. Vui vẻ thì đẻ ra tiền, mà buồn phiền thì sinh bệnh tật.
mà mình cứ than hoài thì nó cũng không bao giờ hết khổ. Đâu có ai mà để than hoài, có ai đâu. Ừ, tao giúp cho mày số tiền than giúp chứ đâu có đâu em. Than hoài thì nó cũng không có hết khổ, chỉ hết khổ khi mình biết mình cố gắng mình vượt lên số phận. Mà em ngày xưa em có đi theo mấy ông cụ, em có được biết một câu à. Tận nhân lực mới tri thiên mạng. Có nghĩa là số phận của mình á thì người ta nói số mình khổ, biết là số khổ đó, nhưng mà mình làm hết khả năng mình thì biết đâu ông trời ông cũng rủ lòng, ông cho số, ông cho mình vượt qua số phận, mình có thể mình trúng được tờ động đất thì sao? Ha chị ha. Phải trúng được tờ động đất chị cũng khỏe thôi. Dạ, rồi em chào chị. Dạ, em chào chị, chào em nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều. Đường xá xa xôi đi qua đã hay giúp đỡ cho chị. Dạ.